tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau hơn 20 ngày vượt đại dương. Nhiều thủy thủ của các đội đua Clip Race lựa chọn trải nghiệm Free Walking Tour Hạ Long, một sản phẩm du lịch thú vị để khám phá vùng đất con người Hạ Long. Các vị khách quốc tế được ngắm nhìn thành phố từ góc nhìn gần gũi chân thực với trải nghiệm đi bộ dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Bảo tàng Quảng Ninh, cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh, và ấn tượng đặc biệt với những giá trị văn hóa qua di tích lịch sử văn hóa núi Bài Thơ, đền Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn. Tôi rất thích khi đến các di tích này. Nơi này là một phần quan trọng trong các di sản, trong quá trình phát triển của các bạn. Thật tuyệt khi được tìm hiểu về điều này và hiểu hơn về cuộc sống của các bạn. Tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thành phố xinh đẹp này. Đối với tôi thì thành phố của các bạn luôn tràn đầy năng lượng, không chỉ giàu truyền thống văn hóa lịch sử mà còn rất hiện đại và phát triển. Thông qua những hướng dẫn viên là chính những người dân địa phương, thủy thủ các đội đua Clip Race được hòa mình vào cuộc sống bản địa. Các điểm đến trong hành trình được kết nối xuyên suốt, tạo thành câu chuyện kể về một Hạ Long vừa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, vừa năng động hiện đại, đa dạng trải nghiệm cho du khách. Thành phố của các bạn tuyệt đẹp. Từ trên bờ có thể thấy cả khung cảnh những hòn đảo, cuộc sống của ngư dân trên những con thuyền đánh cá. Tôi rất là thích. Bên cạnh đó thì nhịp sống của thành phố cũng hiện đại và hối hả. So với thời điểm năm 1999 khi mà tôi đến đây, thì rõ ràng là các bạn đã rất phát triển. Lúc đó tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đua thuyền buồm đến Vịnh Hạ Long. Và thật là kỳ diệu, ngày hôm nay tôi đã ở đây. Với những thủy thủ viên mà họ đã trải nghiệm rất là nhiều các đất nước, các nền văn hóa khác nhau trên thế giới qua các cuộc đua này. Hy vọng là những cái hình ảnh trải nghiệm thực tế mà các thủy thủ viên đã tham dự trong cái vai trò là những du khách để tham quan, trải nghiệm, khám phá thì sẽ là một cái kênh thông tin truyền thông hình ảnh mang về các đất nước của các bạn để các bạn quảng bá và giới thiệu về những cái sản phẩm đặc trưng du lịch của Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Việt Nam. Những trải nghiệm như thế này mang đến cho các thủy thủ Clip Race cảm nhận đặc biệt về Vịnh Hạ Long và thành phố bên bờ di sản. Và cũng chính những thủy thủ với ấn tượng đẹp về vùng đất con người Hạ Long sẽ lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh Việt Nam an toàn, thân thiện, mến khách với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đậm bản sắc, độc đáo và hấp dẫn đến những nơi họ đi qua trong hành trình vòng quanh thế giới. Yeah.